Alo, xin chào các bạn. Hôm nay mình nhận khách cái máy iPad nè. Người ta nhờ mình là hỗ trợ sửa cái lỗi cập nhật trên cái YouTube gốc nè các bạn. Các bạn vô cái YouTube á thì nó báo cập nhật, mà mình cập nhật á thì nó cứ báo tải về hoài luôn, không có cập nhật được nữa nha các bạn. Những cái dòng iOS 12 và 14 hiện tại thì Apple người ta không có cho xem bằng YouTube gốc nữa ha. Thì mình sửa bằng cách nào? Cách thứ nhất á thì các bạn tải cái app này về nè. Nhưng mà có điều cái app này nó xem không có full màn hình nha các bạn. Cái máy này iPad nó màn hình khá là lớn mà coi vậy nó cũng khá là chán ha. Cách thứ hai mình cũng có chia sẻ trên kênh bằng cái video ngắn á, là các bạn fix theo cái lỗi mà dạng như là mình cài cái cấu hình YouTube á các bạn. Mình xem video short nè, là video ngắn á, vẫn là chuẩn HD bình thường nha. Nhưng mà có điều á, mình xem cái video dài á thì nó sẽ cái độ phân giải các bạn, nó không có cho mình edit ha, nó không có cho mình chỉnh cái độ phân giải mà dạng như là nhiều cái bộ phim lẻ hoặc là cái clip ca nhạc hay á, mình xem rõ nó không có được nha các bạn. Đó, ví dụ cái video ca nhạc này nè, mình bấm vô mình xem rồi mình chọn cái độ phân giải lớn hơn để mình coi cho nó nét hơn á. Những cái dòng điện thoại thì nói chung các bạn coi ok thôi, nhưng mà những cái dòng iPad màn hình lớn á thì mình xem nó không có đã mắt ha. Thì giờ mình chia sẻ với các bạn cái cách đó mình xem trên cái YouTube gốc luôn nha. Wow. Thì đầu tiên á, các bạn phải Jared cái máy cho mình. Jared thì cái video này mình cũng có chia sẻ, hoặc là các bạn xem những cái video khác giùm mình nha. Sau khi Jared xong á, mình cài cái CDA. Các bạn cứ bấm vô, đợi cho nó cài cái CDA thành công á. Rồi mình trở lại mình chia sẻ với các bạn cái cách mình thêm nguồn, mình fix 100% cho nó luôn nha các bạn. Sau khi mình cài CDA thành công á, các bạn vô cái CDA nè, rồi các bạn cập nhật cho mình, nó báo cập nhật những cái tweet gì trong này á. Các bạn cứ từ từ bấm cập nhật lên hết cho mình đi. Những cái máy này thì nói chung cái ra cũng khá là lâu á, đường truyền internet mạng wifi đồ này kia thì mình không có đòi hỏi cho nó chạy mượt mà những cái dòng giống như những cái dòng iPad đời sau được nha các bạn. Sau khi mình cập nhật những cái switch cơ bản á trong cái CDA thành công á, các bạn qua cái phần nguồn nè, rồi mình thêm cái nguồn. Thêm cái nguồn thì các bạn bấm thêm ở đây cũng được ha, nhưng mà các bạn vô cái phần Save Free nè, mình thêm nguồn cho nó nhanh nha. Các bạn vô cái trang web này giúp mình. Cái này là cái nguồn mới thôi các bạn, nó hỗ trợ sửa cái lỗi YouTube YouTube gốc trên những cái dòng iOS 12, 13, 14 ha. Các bạn thêm cái nguồn này chính xác giúp mình nha. Rồi bấm vô, nó sẽ có cái phần trang web nè, trang web chính nè. Các bạn bấm vô, rồi mình bấm qua cái phần CDA, thêm cái nguồn thôi. Thêm cái cách này cũng được, còn không các bạn vô CDA các bạn bấm sửa rồi thêm nguồn thủ công, các bạn gõ ha, tùy các bạn thôi. Các bạn thấy cách nào nhanh gọn hay tiện thì các bạn thêm. Hiện tại thì cái nguồn này nó cập nhật liên tục nha các bạn, nó hỗ trợ hầu như là những cái lỗi cơ bản của YouTube gốc á, hầu như là mình xem ok ngon lành cành đào á. Các bạn xem thêm video tới cuối các bạn sẽ hiểu ha. Sau khi thêm nguồn thành công nè, các bạn tìm từ khóa cho mình là YouTube Legend nha các bạn, YouTube Legacy nè, rồi các bạn bấm vô tải về cho mình. Chỉ cần tải một cái tweet này là được rồi các bạn, nó tự động nó cả tải những cái tweet khác cho mình luôn. Khi các bạn bấm cái vệ sinh cao nhất, nó sẽ báo lỗi trên những cái dòng có dòng iPad này kia, nó sẽ lỗi ha. Các bạn giảm cấp, các bạn hạ xuống từng phần giúp mình là được nha. Ví dụ cái này là 1.3 nó cũng không được nè, rồi các bạn hạ cấp xuống thêm, cứ kế nó là được các bạn. Hạ cấp xong đó thì các bạn tải về thì các bạn thoát đa nhiệm, mình vô lại cái YouTube gốc á, mình test chức năng ha. Hiện tại cách này là mình thấy ok ngon lành các bạn, mình fix cho những dòng iPad mini 2, 3, E1 chạy ngon lành luôn các bạn ơi. Giờ mình vô thử cái YouTube gốc lại nè. Các bạn đợi một xíu cho nó load ha, rồi ngon lành nè các bạn ơi. Cái này thì mình xem chuẩn HD hết luôn nha. Ví dụ mình bấm vô một cái bộ phim lẻ hay hoặc là một cái video gì đó, các bạn xem á mà thấy nó mờ quá thì mình vô cái phần cài đặt trong cái video, chỉnh cái độ phân giải là được ha.
Còn những cái app này các bạn không sử dụng thì nên xóa đi ha, cho nó nhẹ bớt cái máy. Giờ mình trở lại cái YouTube nè. Rồi các bạn muốn xem cái gì các bạn bấm lên, search từ khóa gì đó các bạn xem. Các bạn xem video cảm thấy hay kết thì like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình. Xin chào, cảm ơn các bạn.